Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tây Bắc Chuyển động phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những thông tin nổi bật vừa diễn ra sẽ được chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang chủ động các giải pháp ứng phó với thiên tai. Chàng trai người Dao Lào Cai biến nước nguồn Nậm Bung thành tiền. Nét văn hóa trong trang phục phụ nữ Thái Mường Lò, Yên Bái. Những thông tin về thời tiết các tỉnh trong khu vực sẽ khép lại chương trình. Trước hết là phần tin, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, kết quả công bố theo thời gian thực trên Cổng Dịch vụ Quốc gia mới đây cho thấy tỉnh Phú Thọ đạt 71,54 trên 100 điểm, xếp thứ 38 trên 63 tỉnh, thành phố về thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công. Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công được tổng hợp từ 5 chỉ số thành phần là công khai minh bạch, tiến độ giải quyết, dịch vụ trực tuyến, mức độ hài lòng và số hóa hồ sơ của các địa phương, đơn vị. Trong tháng 5, toàn tỉnh Phú Thọ có 10.300 hồ sơ thanh toán trực tuyến, đạt tỷ lệ 21,67%, so với tháng 4 là 18,49%. Kết quả đánh giá xếp hạng việc thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công với những định lượng cụ thể sẽ là căn cứ để các tỉnh, thành phố xác định được mức độ chuyển đổi số ở địa phương của mình, từ đó có giải pháp thực hiện nâng điểm từng nhóm chỉ số. Huyện Mường Trà, tỉnh Điện Biên xác định một trong những giải pháp hiệu quả góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp nhân dân, giữ vững an ninh trật tự, tạo đà để phát triển kinh tế xã hội, đó là thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Hàng năm, huyện Mường Trà, tỉnh Điện Biên xây dựng kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật cho người dân, trong đó ưu tiên đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, đa dạng hóa các hoạt động tư vấn, hướng dẫn tìm hiểu pháp luật, cung cấp thông tin tài liệu liên quan đến chính sách pháp luật theo hướng đơn giản hóa cho người dân dễ tiếp thu. Từ đầu năm đến nay, Ủy ban nhân dân 12 xã thị trấn phối hợp với các phòng ban, lực lượng liên quan thực hiện gần 70 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, thu hút hơn 3.000 lượt người tham gia. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Sơn La, trà ngô hè thu đang trong giai đoạn sinh trưởng 2-4 lá. Tuy nhiên, do diễn biến thời tiết khí hậu phức tạp, tạo điều kiện thuận lợi phát sinh, phát triển nhiều sinh vật gây hại cho cây trồng, khiến nhiều diện tích trồng ngô của người dân bị ảnh hưởng. Trước tình hình sùng đất phá hoại nghiêm trọng đến nhiều diện tích trồng ngô của bà con, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Sơn La phối hợp cùng đại diện một số đơn vị cung ứng giống ngô trên địa bàn tỉnh, tiến hành điều tra đồng ruộng, phân tích nguyên nhân và tìm giải pháp khắc phục. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, Ủy ban Nhân dân các xã tăng cường công tác kiểm tra đồng ruộng và kịp thời phát hiện sinh vật gây hại ngô, hướng dẫn nhân dân sử dụng các biện pháp phòng trừ, nhất là trong giai đoạn ngô từ 2-7 lá, không để sâu bệnh hại ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng ngô. Bước vào mùa mưa bão, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang đã triển khai nhiều giải pháp, xây dựng phương án, chuẩn bị tốt, đầy đủ nhân lực, vật lực, sẵn sàng ứng phó với mọi diễn biến bất thường của thời tiết, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhân dân trên địa bàn. Năm 2023 và từ đầu năm 2024 đến nay, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang đã bố trí vốn trên 3,1 tỷ đồng để khắc phục, sửa chữa hạ tầng thủy lợi, công trình phòng chống thiên tai nhằm điều tiết hiệu quả nguồn nước, gia cố các điểm xung yếu dễ xảy ra sạt trượt. Đồng thời chủ động xây dựng lực lượng, chuẩn bị tốt mọi điều kiện để ứng phó nhanh và hiệu quả khi có tình huống thiên tai xảy ra, kịp thời hỗ trợ, đảm bảo an toàn tính mạng tài sản cho người dân trong mùa mưa bão năm nay. Thưa quý vị và các bạn, tại các địa phương ở vùng cao Lào Cai xuất hiện ngày càng nhiều những thanh niên tiêu biểu, mạnh dạn tìm hướng đi mới trong phát triển kinh tế. Anh Lý Kiên Sinh, dân tộc Dao, xã Nậm Pung, huyện Bát Sát, người đã tận dụng nguồn nước sạch tự nhiên để nuôi cá đặc sản, mang lại thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm, là một điển hình như vậy. Đã từng thất bại trong làm ăn, nhưng anh Lý Kiên Sinh, xã Nậm Pung, huyện Bát Sát, không nản chí. Thấy nhiều hộ dân ở Sapa thành công với mô hình nuôi cá nước lạnh, năm 2017, anh Sinh mạnh dạn đưa giống về nuôi thử. Với nguồn nước tự nhiên trong lành, cá phát triển tốt, anh mạnh dạn đầu tư xây dựng bể, mở rộng quy mô nuôi cá tầm, cá hồi. Học hỏi từ bên anh em bạn bè từ Sapa về, đấy là nuôi từ 2018. Thứ nhất là cá này là nó phải là nước lấy khí hậu, nước phải trong, thời tiết phải mát, nhiệt độ cá hồi đấy, nhiệt độ nó phải dưới tầm 20 độ thì mình mới nuôi được.
Với trên 2.000 mét vuông đất, anh Sinh xây hơn chục bể nuôi cá lớn nhỏ với hình thức nuôi gối vụ, bình quân mỗi năm xuất bán ra thị trường khoảng 10 tấn cá thương phẩm. Giá bình quân từ 180 đến 200.000 đồng mỗi kg, cá hồi từ 300 đến 500.000 đồng mỗi kg, mỗi năm doanh thu trên 2 tỷ đồng. Hướng dẫn các cái hộ vay vốn thêm ngân hàng chính sách xã hội để đầu tư thêm và tìm thêm những cái địa điểm phù hợp để tăng cái diện tích mô hình nuôi. Là địa phương vùng cao còn nhiều khó khăn, tuy nhiên Đầm Pung cũng có lợi thế riêng về điều kiện tự nhiên. Từ mô hình của gia đình anh Lý Kim Sinh đã tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ. Hiện toàn xã đã có 10 hộ gia đình tham gia nuôi cá nước lạnh thành công. Đang hướng dẫn bà con để từng bước để bà con tiếp thu cái khoa học kỹ thuật và đưa vào nuôi trồng thủy sản cái con cá nước lạnh này. Chúng tôi biết là con cá nuôi cá tầm và cá hồi và cho giá trị kinh tế thì rất là cao và bây giờ bán ra thị trường thì cũng là 180 đến 200 nghìn một kg cá tầm. Trong khi đó trừ chi phí đi thì bà con cũng có thể được hơn 100 nghìn một kg. Đầm Pung cũng khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình có điều kiện đầu tư mở rộng nuôi cá nước lạnh ở những nơi nguồn nước dồi dào, nuôi ươm cá giống tại chỗ để chủ động con giống, đồng thời có phương pháp sử dụng nguồn nước hợp lý, tránh gây ô nhiễm môi trường, góp phần đưa nghề nuôi cá nước lạnh phát triển bền vững. Quý vị và các bạn thân mến, ai đã từng đến với Mường Lò, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái đều rung động trước vẻ đẹp của các cô gái Thái. Với áo cỏm và váy dài, hàng khuy bạc hay kim loại đã làm cho áo cỏm thành chiếc áo đặc trưng của bộ nữ phục Thái. Thường phục của đồng bào Thái có màu đen hoặc màu xanh, được may bằng chất liệu vải tràm thấm mồ hôi và tạo sự thoáng mát. Đây là chiếc áo cỏm, cánh ngắn ôm chặt lấy thân khi mặc vạt áo cho vào trong cả váy. Phần áo cỏm là phải dùng các cúc áo như thế này để tượng trưng là cúc áo này là áo bằng vạc. Vâng, chúng tôi từ bố mẹ truyền về, nếu mà ai có thì để truyền cho con cháu lời lời khép khép đi, không thể có thiếu cái cúc này được. Ngoài áo cỏm, trang phục của phụ nữ Thái còn nổi bật với những chiếc váy mang đậm màu sơn cước. Váy trong tiếng Thái được gọi là hua a xìn, làm bằng vải bông, được nhuộm tràm. Nay thường được làm bằng vải nhung hay sa tanh. Thời đại bây giờ rất là có nhiều màu sắc rực rỡ để tôn thêm những cái nét đẹp của người phụ nữ Thái là do mình tự chọn, do mình yêu thích những cái màu sắc đó để tự may cho cái áo cỏm để nó tôn thêm cái nét duyên dáng của người phụ nữ Thái. Hiện nay, việc bảo tồn và phát huy nét văn hóa độc đáo trang phục người Thái được đưa vào quy ước hương ước của làng xã văn hóa và đưa vào giáo dục trong trường học. Chúng tôi cũng đã xây dựng cái hồ sơ khoa học để bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể, tri thức dân gian về trang phục dân tộc Thái đen ở Mường Lò Nghĩa Lộ. Cùng với đó là tích cực giới thiệu, quảng bá rộng rãi tới công chúng về những cái giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Thái Mường Lò thông qua cái trang phục truyền thống của đồng bào. Có thể nói trang phục của người phụ nữ Thái là sự kết hợp tinh tế giữa văn hóa của nghề dệt may và văn hóa kim loại quý. Và đó cũng chính là bản sắc độc đáo riêng của đồng bào Thái Nghĩa Lộ Mường Lò. Thông tin thời tiết các tỉnh khu vực Tây Bắc đêm 12 ngày 13 tháng 6 năm 2024. Tỉnh Lào Cai nhiều mây, đêm về sáng có mưa rào và dông rải rác, ngày không mưa, trưa chiều hừng nắng nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Tỉnh Lai Châu trời nhiều mây, đêm về sáng có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa nhỏ vài nơi, nhiệt độ 22 đến 28 độ. Tỉnh Điện Biên nhiều mây, đêm về sáng có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa nhỏ vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Tỉnh Sơn La nhiều mây, đêm về sáng có mưa rào và dông, ngày có mưa nhỏ rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Tỉnh Yên Bái trời nhiều mây âm u, có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa nhỏ rải rác, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ.
Tỉnh Hà Giang nhiều mây, đêm về sáng có mưa rào rải rác, ngày có mưa nhỏ vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Tỉnh Tuyên Quang nhiều mây, đêm về sáng có mưa rào và dông, ngày có mưa phùn rải rác, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Tỉnh Phú Thọ trời nhiều mây, đêm về sáng có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa nhỏ vài nơi, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ. Chương trình Tây Bắc chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.